Trong khuôn khổ chiến dịch bảo vệ y bác sĩ 24 giờ do VTV Digital và Vita Diary phối hợp tổ chức, từ sự hưởng ứng tích cực của khán giả, thêm 5 tỷ đồng vừa được trao tặng tới Bộ Y tế để tiếp sức cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Dù chưa đến thời hạn kết thúc chiến dịch nhưng nhận thấy việc bảo vệ các y bác sĩ trong thời điểm này là hết sức cấp thiết, Vita Diary vừa tiếp tục trao tặng 5 tỷ đồng cho Bộ Y tế. Thông qua công đoàn ngành y tế, số tiền 5 tỷ đồng sẽ được sử dụng như sau. 3 tỷ đồng dùng để mua vật tư và trang thiết bị bảo hộ y tế. 1 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ cho các y bác sĩ từ địa phương khác được điều động về vùng dịch. 1 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ bữa ăn cho các y bác sĩ tại các vùng tâm dịch. Kể từ khi VTV Digital và Vita Diary phát động chiến dịch bảo vệ y bác sĩ 24 giờ vào ngày 1 tháng 8 cho đến nay, tổng số tiền Vita Diary ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch là 7 tỷ đồng. Trong một thời gian rất ngắn, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, lập tức điều một cái đội quân mà chúng tôi gọi là chưa có xong tiền lệ vào đối với miền Trung. Những cái hoạt động của y bác sĩ, đặc biệt là y bác sĩ tuyến đầu và y bác sĩ tuyến cơ sở, tôi xin báo cáo ông chí là rất là nhiều những cái tấm gương rất là cảm động, rất là cảm động. Bỏ hết lại tất cả để mà đi vào trong tuyến đầu. Chiến dịch bảo vệ bác sĩ 24 giờ có nhiều ý nghĩa, giúp đỡ cho ngành, quyết tâm là bảo vệ cho bằng được Đà Nẵng và Quảng Nam. Xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chiến dịch bảo vệ y bác sĩ 24 giờ. Chiến dịch sẽ còn kéo dài cho đến hết 17 giờ ngày 15 tháng 8.